Chào mọi người, mình là Thế, nhân viên kinh doanh tại Phan Lạc. Đây là chiếc Ford EcoSport phiên bản Titanium mẫu 2021. Thì ở phiên bản 2021 này á, xe sẽ không có bánh sơ cua, mà thay vào đó xe sẽ sử dụng một bộ keo tự vá và xe có trang bị sẵn một cái bơm điện ở phía sau. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc xe sử dụng cái bơm điện này trong trường hợp xe bị cán đinh, hết hơi thì chúng ta xử lý như thế nào. Thì đầu tiên khi mà để biết là xe đã cán đinh hay không á, thì mọi người có thể nhìn cái cảm biến áp suất lốp hiện trên màn hình này. Đây, cảm biến áp suất lốp xe đã trang bị zin theo xe. Thì hiện tại á, cảm biến áp suất lốp của xe này cả 4 bánh là 2,15 kg, là 2,15 kg. Thì trong trường hợp xe mà bị cán đinh thì nó chỉ còn sẽ giảm xuống và xe sẽ hiện cảnh báo lên, thì chúng ta là biết xe đang cán đinh ở bánh nào. Thì trong trường hợp cán đinh thì bộ đồ nghề á, khi mà xe chúng ta cán đinh á, thì chúng ta sẽ tấp từ từ vào lề bên phải, sau đó đặt vật cảnh báo cho những xe phía sau và nhấn công tắc hazard. Những công tắc này thì cảnh báo cho những xe phía sau là xe chúng ta đang gặp sự cố. Thì sau đó chúng ta tắt máy ha, chúng ta ra phía sau. Các phiên bản EcoSport 2021 mới này thì đều được trang bị cảm biến áp suất lốp và bộ keo tự vá cũng như là một cái bơm điện ở phía sau cốp này. Đây, đây là vị trí đặt chai keo tự vá và cái bộ bơm điện ha. Thì cái bộ bơm điện này có hướng dẫn sử dụng anh chị. Đầu tiên khi mà phát hiện xe bị áp suất lốp bánh nào đó bị giảm thì chúng ta sẽ tấp xe vô lề và lấy ra, đọc cái này hướng dẫn nè. Tiếp theo chúng ta sẽ ghim cái vòi của xe, cái vòi của cái bơm điện này vô bánh xe. Đây. Ví dụ bánh sau này bị cán đinh thì chúng ta mở cái này ra. Rồi chúng ta ghim vô, chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ. Sau đó chúng ta mở cái nắp này ra. Chúng ta mở nắp chai keo và chúng ta cũng đặt chai keo đây và xoay theo chiều kim đồng hồ. Tiếp theo, chúng ta sẽ rút cái dây điện ra, dây cắm nguồn ở trong xe. Trong xe thì có trang bị một cắm nguồn ở phía ngay chỗ cần số, cổng nguồn 12V. Thì chúng ta mở cổng nguồn này ra và ghim vô. Sau đó thì chúng ta nổ máy, ta ghim dây nguồn ở trong xe. Chúng ta sẽ mở công tắc ở phía bên phải cái bơm điện này, chúng ta mở công tắc lên và bơm trong khoảng 10 phút. Khi chúng ta nhìn trên đồng hồ đo này được khoảng 1,8 kg áp suất lốp thì chúng ta rút cái vòi này ra và chúng ta cất đi trong xe, cho xe di chuyển trên quãng đường từ 3 tới 10 km hoặc là 10 phút với tốc độ dưới 80 km/h. Sau đó chúng ta tiếp tục lấy cái bơm điện này ra, bơm thêm một lần nữa, bơm cho tới khi xe đạt khoảng 2,1 2,2 kg thì chúng ta cất cái vòi này đi và chúng ta theo dõi ở trên đồng hồ táp lô, xem xe có bị hết hơi không, và chúng ta đi di chuyển tiếp quãng đường của mình. Thì cái chai keo tự vá này sẽ di chuyển ở quãng đường dưới 200 km và tốc độ dưới 80 km/h. Thì trong thời gian đó chúng ta có thể tìm các trạm sửa chữa và vá xe, chúng ta ra vỏ và vá xe như bình thường. Lưu ý là chai keo tự vá này thì chỉ sử dụng được một lần cho một bánh xe. Khi anh chị sử dụng rồi, chúng ta nên trang bị thêm một chai nữa trong trường hợp bánh xe khác tiếp tục bị cán đinh.
Rồi tắt đi, tắt đi. Vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn mọi người xử lý trong tình huống mà xe bị cán đinh. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Mọi thắc mắc về xe Ford thì vui lòng liên hệ số điện thoại của mình 0934 108 297. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Chào mọi người.